Hello mọi người, nhất là những anh nam tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969. Đây là video clip em làm về tử vi năm Mậu Tuất 2018 cho những người nam sinh năm 1969 tuổi Kỷ Dậu. Thì nếu như mà các anh thấy hay, xin bấm like và chia sẻ. Nhớ comment ở bên dưới những cái tháng sinh nữa. Thì nếu được thì em sẽ giúp đỡ nghiên cứu thêm về cái thông tin cho những cái người có tháng sinh luôn, thì để cho nó sẽ tốt đẹp hơn, có không phải là có được cái thông tin gọi là chính xác hơn, không phải là tốt đẹp hơn. Thì người của đây là thông tin chung của cái đối với những cái người mà nam Kỷ Dậu sinh năm 1969, thì năm nay là mệnh á, thì là năm nay là năm Mộc. Nếu mà năm 2018 Mậu Tuất thì đó là thuộc là năm Mộc, mà nó thì là mệnh, là mệnh đại trạch thổ, cho nên là mộc nó khắc thổ. So với mạng của năm nay thì chúng ta bị tương khắc. Có năm năm nay thì chúng ta sẽ có sao Thái Dương. Thì sao Thái Dương là may mắn, danh lộc tốt. Hạn thì là hạn toán tập, trở ngại va vấp. Vận niên thì không được tốt, vận niên là xà âm tỉnh, nhắn bị rắn bị nhốt. Thiên can Kỷ gặp Mậu thì cùng hàng, nó khá thuận lợi. Địa chi Dậu gặp Tuất thì sinh nhập có lợi. Đó là những cái điều chung, thông tin chung về một cái tử vi cho năm Mậu Tuất đối với những người nam Kỷ Dậu. Thì tổng quát của những người mà Kỷ Dậu thì như đã nói là các anh có tuổi Kỷ Dậu là người vốn tính là khôn lanh, toan tính giỏi, dễ tiếp thu, những người này làm nghề rất tốt, dễ thành công trên đường đời. Người này là với can sinh chi, tức là chữ chữ Kỷ nó sinh sinh chữ chữ Dậu ha. Thì là cuộc sống vốn dĩ là gặp nhiều xui thuận, công danh sự nghiệp thì dễ thành, tuổi trẻ nó lúc tuổi trẻ rồi cho nên là trở nên là tự mãn tự cao. Chính cái nhược điểm này dẫn đến cái sự thất bại đôi lần, và thậm chí là có một đa phần gần như là 70% những người tuổi này thì đang rất là vất vả. Không phải vất vả vì thiếu tiền, mà vất vả vì cuộc sống mình thấy đôi khi được mất đi làm lại, mất đi làm lại ha, làm cho mình vất vả. Vốn dĩ là người có tài nên dễ thành tự cao, tự kiêu, trở nên trở ngại trong giao tiếp, khó làm nên việc lớn và dễ tạo nhiều kẻ thù, gây trở ngại cho cái việc xây dựng sự nghiệp. Người ta hay nói là chữ tài đi với chữ tâm ha, chữ tài còn phải đi với chữ tai nữa. Cho nên là một phần gặp hợp gần với lại số của cái số của các anh đó, cho nên là phải biết giữ mình. Cuộc đời quý anh vốn dĩ vất vả, gặp nhiều điều không may, phải là người bươn chải rất nhiều, số có ngồi trên đống tiền thì nó cũng cực thân lo to, không được nhàn hạ thanh thản như những người tuổi khác. Đó là quý anh ha. Công danh sự nghiệp đối với năm Mậu Tuất 2018 và thì là như vậy. Năm nay các anh có gặp sao Thái Dương chiếu mạng, đây là một quý tinh đem lại rất là nhiều may mắn về danh lộc, là một điều rất là tốt. Mà mình làm ăn mà có người may mắn về danh lộc là tốt rồi. Toan tính nó sáng suốt, mưu sự thì rất là dễ thành. Thái Dương nó thuộc hỏa, mà hỏa thì tương sinh ra thổ, mạng của các anh sẽ giúp cho các anh nhiều trong công việc làm ăn và tài lộc hơn nữa. Quá ngon ha, có một cái năm mà có được cái gì đó. Nhưng mà vận hạn là với toán tập thì toan tính dễ hay gặp khởi đầu hay gặp sự vút bắt trục trặc lắm. Cái toan tính mà hạn mà toán tập này, bản thân còn có thể là bị va vấp và tai nạn, rất là dễ bị tai nạn. Về tứ trụ thì năm nay đối với các anh, năm Mậu Tuất đối với các anh là thiên thời địa thuận, cuộc sống gặp nhiều cơ hội tốt, danh lộc thì dễ tăng, gia đình tình cảm cũng có nhiều cái hay cái đẹp, quá tốt. Nhưng mà cái vận niên thì khá là xấu, vận niên là xà âm tỉnh, báo hiệu chuyện chẳng lành, có thể bị tạm ngưng công việc một thời gian hay là phải nằm điều dưỡng do bệnh nặng. Cho nên là năm nay là nói chung là có cái xà âm tỉnh thì cũng phải cẩn thận nhiều điều ha, dù là rất ở trên rất là tốt. Phối hợp các yếu tố trên đứng về mặt ngũ hành để luận giải thì năm nay can Mậu thì là thuộc dương, ngũ hành thì hợp hỏa, trung vận là thái thủy,
hỏa nhiều. Đối với các anh mà mạng là đại trạch thổ sẽ có nhiều thuận lợi, có ốm đau thì cũng mau bệnh phục. Tại vì sao? Mình được tương sinh mà hỏa nhiều, mà thổ mà mạng mà thổ mà hỏa sinh thổ nữa, rất là dễ tốt cho sức khỏe. Sao hạn năm nay khá tốt, vận thế thì trung bình nhưng mà vận niên lại khá xấu, cẩn thận phòng bệnh nặng. Công việc làm ăn năm nay cần phải cẩn trọng, có thể bị gián đoạn ở một thời gian vì rắc rối với pháp luật hay vấn đề về sức khỏe. Có thể nói năm nay tốt nhiều hơn là xấu. Công danh sự nghiệp cũng như gia đình có nhiều cái hướng đi lên, tuy nhiên phải cẩn thận và toan tính, việc gì cũng nên nghĩ đến là đôi bên cùng có lợi, đừng có mà thấy mà năm tốt mọi thứ cứ gom về mình là có chuyện. Đây là năm mà phải nói là nó thuộc dạng khá tốt đối với các anh. Còn xét về mặt tử vi á, thì tiểu vận đang vào vượng địa nha, có lợi cho danh lộc lẫn phúc thọ nha. Về mặt ngũ hành và tử vi thì đều có lợi về nha. Đồng thời còn có khả năng hóa giải các cái sự chẳng lành do sao hạn xấu gây ra. Thì dĩ nhiên trong mình năm nay thì mình sẽ có ví dụ như sao đà la, sao tan môn hay là gì này kia, nhưng mà mình sẽ có những cái sao tốt. Rồi tử vi thì đang bằng vương địa thì nó sẽ tốt hơn cho nó sẽ sinh ra nhiều chuyện tốt hơn là chuyện đó. Tọ cung tiểu vận á, thì có bệnh phù nè, lực sĩ đà la là những phá tinh gây cản trở cho công việc làm ăn, nhưng mà nhờ đồng tọa có là long đức thiên hỷ cho nên là nó giúp tăng cái khả năng hóa giải chướng ngại, nhất là mấy cái chướng ngại nhỏ nhỏ nó tăng cái khả năng hóa giải rất là nhanh, đem lại may mắn cho công việc. Với hạn á, thì có là thiên tướng thanh long cũng là quý tinh, có khả năng giải trừ hung họa nếu hạn thì có những cái đó. Tuy nhiên cả hai sao này á là nó thuộc hành thủy mà lại nhập cung vào mạng âm thổ, mình thổ nhưng mà mình thổ âm nên khả năng mà hoạt động cũng đã giảm đi phần nào. Tuy là nó làm cái sao là rất là tốt nhưng mà do mình là mạng thổ mà âm thổ cho nên là nó sẽ cái sao này nó ảnh hưởng lên không bao nhiêu, từ thổ mình thủy mà. Điều này có thể suy ra các anh nên cố gắng duy trì công việc để tùy cơ ứng biến hơn là toan tính một cái công việc làm ăn mới ha. Những cái việc mình đang có phát huy thôi chứ đừng có nên nghĩ cái gì mới nhảy ra mà làm thì nó sẽ không nên. Cung mệnh thì có thái dương nè, thiên không mà là những quý tinh có khả năng giải trừ hung họa. Cung mệnh cũng có thái dương thiên không hội nhập, toan tính thì sáng suốt nhưng không lợi về mặt quan hệ, dễ phát sinh trong công việc làm ăn. Nếu có hùng hạp dễ sinh chuyện lớn vì tiền bạc, phát sinh cãi cọ hiện thưa, nếu không khéo còn có thể bị liên lụy vì hợp tác, cái người hợp tác của mình đã đem lại cái sự liên lụy cho mình luôn á, cho nên là cẩn thận. Rồi những người tuổi kỷ dậu nam sinh năm 1969 rồi đang trong đại hạn 10 năm 45 đến 554, nhưng mà năm nay là đại hạn đáo cung thìn, đáo cung ở thìn hành thổ, dễ bị mất sức đau yếu hay hao tài. Hạn có đường phù trừ lực cùng tứ linh cách nên có lợi về nhà cửa, giải được các khó khăn, tránh được bệnh hoạn. Tức là mình có cái sự xấu đó nhưng mà mình vẫn có được cái đường phù nè, trù với lực ha, nó nằm dùng trong các sao cho nên là nó sẽ giải được cái chuyện xấu, dù là năm nay là có xấu về năm nguyên của trong đại hạn. Nhìn chung về các mặt sao hạn đến tử vi, năm nay cuộc sống có nhiều thuận lợi, may mắn, thành công, có lợi về mặt nhà cửa, đất đai và tiền tài, có những cơ may bất ngờ. Đồng thời nếu gặp khó khăn thì cũng sẽ có người đến mà trợ giúp mình vượt qua. Danh lộc tiến thăng nhưng không dễ dàng, đây là năm nhiều may ít rủi, có thể làm ăn lớn sẽ có thành công nhưng phải cẩn thận về nhiều mặt. Tức là mình làm ăn trong năm nay rất có dễ có sẽ có thành công nhưng mà vẫn cẩn thận trong nhiều mặt, tại vì mình có cái đoạn mà nói về cái sự quan hệ được với người ngoài trong hùng hạp làm ăn cho nên là phải cẩn thận hơn. Tình cảm mà đối với các anh kỷ dậu trong năm Mậu Tuất thì như thế này. Mậu Tuất thì nó có cái đối với các anh là vận niên là xà âm tỉnh thì cho nên là tinh thần sẽ không được thoải mái,
tình cảm cũng dễ bị xáo động. Đối với gia đình các anh là người, đối với gia đình đó, các anh là người làm chủ, có nhiều trách nhiệm muốn chu toàn, nhưng năm nay gia đạo có nhiều chuyện không được thuận ý, vợ chồng thì khó tránh bất hòa. À, tuy vậy với đường phù hỷ thần đáo hạn, nó quay trong đó đường phù và tử hỷ thần thì cũng có niềm vui nè, nhà cửa thì cũng có thể là tốt đẹp hơn, có thêm người mới. Nếu không có phải là mình là người sinh thêm cháu bé thì cũng có cưới gả cho con cái hay đoàn tụ người thân ở phương xa. Đặc biệt những niềm vui á, thì nó lại không được trọn vẹn. Nếu có người sinh nở thì cũng nên cẩn thận, tại vì hôm nay các anh có hạn ha, cho nên là nên cẩn thận hơn. Cung tử tức có à, cái cung tử tức thì có khối việc tấu thơ, thì nếu như có những cái này á, thì gọi là con cái sẽ năm nay sẽ thuận hòa hơn, ngoan ngoãn, học hành thì dễ đỗ đạt, cũng là niềm vui của các anh trong cái năm 2018. Quan hệ với bạn bè thì nên cẩn thận, đừng đưa vai gánh vác bất cứ chuyện gì, dễ bị liên lụy. Đối với các anh độc thân á, thì năm nay á, cuộc sống không có nhiều suôn sẻ trong chuyện tình cảm, trái ý nghịch lòng ha, nhưng mà cũng có thể gặp được người trong mộng, khởi phát một cái mối tình mới. Nếu muốn tiến đến hôn nhân thì năm nay cũng không có gì là trở ngại, từ năm nay không có phải là năm kỵ cưới của các anh. Sức khỏe của năm nay á, thì sao hoàng tương đối tốt, nhưng vận niên xà âm tỉnh á, thì báo hiệu là có thể là bị nạn hay là đau ốm, phải nằm liệt giường một thời gian, cho nên cẩn thận khi đi xa hay lái xe cộ. Đó là những gì mà cơ bản nhất về một cái vận hạn của cả năm này, xét về tử vi cũng như là ngũ hành, xét về nhiều mặt. Còn bây giờ thì em sẽ làm kỹ hơn nữa, thì em sẽ làm chia ra 6 tháng đầu năm của các anh nó như thế nào, vận hạn nó ra sao, tốt hay xấu, tháng nào tốt và tháng nào xấu, nó sẽ được tính toán dựa trên những cái tử vi, dựa trên những cái tương quan giữa tuổi của anh và tháng nó như thế nào trong năm. Thì nhờ vào cái sự may mắn của cả năm, thì có lỡ mà mình rơi vào tháng xấu thì nó cũng có xảy ra chuyện đi nữa, thì nó cũng không quá lớn, nó không quá xấu ha. Và các anh biết cương nhu làm hăng rồi, thì đầu tiên hết của năm Mậu Tuất 2018 này á, thì là tháng Giêng, tức là tháng Giáp Dần, tháng Thủy. Tháng này á, thì chúng ta là mệnh thổ, mệnh của chúng ta khắc với lại bản mệnh tháng đó là Thủy, bổn mạng tương khắc sẽ gặp đôi chút không tốt cho bổn mạng hay sức khỏe của mình. Thiên can á, thì chữ Giáp với lại chữ Kỷ á, thì là ngũ hợp, Kỷ hợp Giáp. Có ngũ hợp trong thiên can á, thì công việc mọi điều liên quan đến công việc làm ăn hay là tiền tài thì nó tương đối dễ dàng hanh thông. Địa chi Dần với Dậu á, thì không có xung không khắc gì, cũng không có tương hợp luôn. Như vậy mà có thể nói á, thì đối với tháng Giêng thì đối với các anh á, là nó cũng tháng Giêng thì thường người ta cũng nói là cũng chưa có vận hành nhiều cái công việc to lớn, thì cho nên là chúng ta cũng chỉ có bị là cái bản mệnh khắc với là tháng, cho nên là cũng không có gì. Khởi đầu của cái tháng này thì chúng ta được có ngũ hợp thiên can sẽ là một thuận lợi cho các cái công việc bắt đầu. Tuy nhiên cần đề phòng cái việc sức khỏe của chúng ta, nên là thổ nó khắc thủy mà, cho nên là sức khỏe của chúng ta có thể là tháng này nên nhậu nhiều quá, bao tử hay gì đó chút chút thôi, chứ không đến nỗi nào, tại vì bản mệnh chúng ta khắc tháng, chứ mà tháng nó khắc bản mệnh của chúng ta, cho nên nó rất có nhiều điều có lợi cho chúng ta. Thiên địa chi thì tự chủ hòa bình thì khá là suôn sẻ trong cái việc mà gia đình. Tháng một thì có nhiều điều vui vẻ ha, thì có để ý cái sức khỏe chút, ăn nhậu phải cẩn thận hơn. Tới tiếp đến là tháng 2, tháng Ất Mão, tháng Thủy. Thì mệnh chúng ta cũng vẫn tương khắc thổ khắc thủy. Mệnh tương khắc thì như đã nói ở trên thì sức khỏe của chúng ta cũng sẽ cũng không có tốt lắm, cho nên là tháng Giêng ăn nhậu quá rồi tháng 2 thì cũng cẩn thận tí xíu ha. Tuy nhiên cái thiên can Ất, cái chữ Ất Ất Mão nó khắc cái gì kỷ Dậu chúng ta, thiên can mà tương khắc á, là chủ sự khó khăn trong công việc. Dậu với Mão, Tý Ngọ Mão Dậu
Mão với Dậu là lục xung. Lục xung là sự mô tả mà đối chọi nhau là kịch liệt lắm, chống đối nhau. Cho nên là đây có thể nó coi là tháng mà khá nặng nề với các anh, bởi cả mệnh tương khắc nè, thổ khắc thủy nè, thiên can thì ất khắc kỷ, còn địa chi thì mão với lại dậu là lục xung. Với một tháng có nhiều thứ kiêng kỵ như thế này á, thì các anh nó cẩn trọng mọi điều, từ sức khỏe cho đến công việc làm ăn cho đến các cái mối giao tế, nói chung là mọi điều trong tháng này là phải cực kỳ cẩn thận. Có thể là sao mà anh bị tương khắc rồi thiên can địa chi rồi này kia, thì cái sao, những cái sao tốt đó nó sẽ bị che khuất, cái sao tốt của cả năm nay chúng ta bị che khuất, và cái sao xấu nó sẽ phát huy cái tác dụng của nó sẽ gây ra chúng ta rất là nhiều phiền toái. Cho nên là các anh nên cẩn thận mọi điều ha, chứ để không là hối không kịp. Rồi đến tháng tiếp theo đó là tháng 3, tháng Bính Thìn, tháng này là tháng Thổ. Mệnh của chúng ta là mệnh Thổ, Thổ với Thổ là cùng hàng, sức khỏe tốt. Ok, tháng kia hai tháng bị tương khắc hết, sức khỏe có bị trục trặc chút xíu, nhưng mà tháng này là cùng tháng cùng đồng hàng, cho nên là mình nghĩ là mình sẽ không đến nỗi nào. Rồi thiên can kỷ bính thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Kỷ với bính thì không có gì hết. Rồi dậu với thìn á, dậu với thìn thì là nhóm lục hợp, chia địa chi lục hợp ha. Địa chi mà lục hợp thì chúng ta có gì quá tốt. Địa chi lục hợp là sẽ là gia đình êm ái, rồi lục hợp mà nó sẽ có nhiều thứ hợp cho chúng ta hơn. Cái địa chi tháng này rất là tốt với chúng ta. Vượt qua cái tháng 2 đầy khó khăn á, thì các anh có được cái tháng 3 bính thìn, hứa hẹn là nhiều tốt đẹp. Với mệnh đó thì đồng hàng thổ, sức khỏe được nhiều thuận lợi. Thiên can kỷ bính thì không xung không khắc, tức là không có bị ảnh hưởng gì trong công việc hết. Công việc chúng ta toan tính toan tính rồi này kia, khởi đầu ở tháng 1 thì nó sẽ không có chuyện gì xảy ra. Công việc tương đối dễ dàng. Tuy nhiên tháng này á, là các anh á, có địa chi dậu và thìn là lục hợp, nó hứa hẹn sẽ đem lại rất nhiều may mắn và thuận lợi, không chỉ cho gia đạo. Đây có thể xem là một tháng thuận lợi cho những khởi đầu hoặc là ký kết giao kèo làm ăn. Tại vì tháng này quá tốt mà, chúng ta có địa chi hợp đúng không? Mọi điều như đã phân tích ở trên, thì có thêm lục hợp nữa, thì lục hợp nó sẽ sinh ra nhiều cái thuận lợi cho chúng ta, sự may mắn nó sẽ đem đến cho chúng ta khởi đầu trong công việc trong tháng lục hợp này. Hứa hẹn dữ lắm, hứa hẹn thành công nhiều ha. Rồi tiếp đến tháng 4, tháng này là tháng Ninh Tỵ, tháng này là tháng Thổ, thì mệnh cũng như tháng 3 thì Thổ với Thổ đồng hàng, cho nên là bổn mạng tốt, sức khỏe cũng làm sao. Kỷ với Đinh thì cũng không xung không hợp, không gì hết. Địa chi thì Tỵ Dậu Sửu là tam hợp, mình tuổi Dậu tháng này tháng Tỵ, cho nên là Tỵ Dậu Sửu là tam hợp, và tam hợp thì cũng như cho tam hợp nhiều khi nó còn may mắn hơn là cả lục hợp nữa. Nói chung là hai tháng này là hai tháng may mắn về địa chi. Nhưng tổng hợp tháng này tiếp nối là những điều tốt đẹp của tháng 3, thì tháng 4 của các anh cũng sẽ là tháng nhiều thành công may mắn, thì có mệnh đồng hàng là Thổ, sức khỏe ổn không có gì hết. Thiên can thì cũng không xung không kỵ gì, sẽ giúp cho công việc không gặp trở ngại, thì tháng vừa rồi cũng không gặp trở ngại, tháng này đúng không? Trên hết thì địa chi nó có tam hợp, Tỵ Dậu Sửu sẽ đem lại rất rất là nhiều may mắn cho các anh chị trên tất cả mọi phương diện. Mà địa chi tam hợp thì sẽ đem lại, còn ta có tam hợp hóa giải được cả tam tai, chứ đừng nói là tam hợp không được làm được gì. Mình lục hợp thì nó còn đỡ đi, lục hợp là đi hơn 70% thôi, mình tam hợp là mình hơn tới 100% là sức sáng rồi ha. Địa chi sẽ đem cho chúng ta rất là nhiều thứ, tam hợp chính mà sẽ đem cho chúng ta công việc nhiều, tiền tài ok. Như vậy mà ta nói thì tháng 3, tháng 4 là tháng 2 tháng mà gọi là rất là may mắn của các anh trong tháng này. Gặp năm nay đối với các anh là cái sao Thái Dương nữa, thấy không? Và may mắn trong tiền tài, danh lộc và mọi thứ, và tử vi ở trên tốt nữa, thì hai tháng này nó trợ giúp thêm, nó bơm thêm, mình đã tốt, hai tháng này tốt nó sẽ bơm thêm cho mình rất là nhiều thứ hơn. Rồi tiếp theo tức là tháng 5, tháng 5 âm lịch là tháng Mậu Ngọ, tháng này là Hỏa. Thì mệnh là Hỏa sinh Thổ, chúng ta có mệnh Thổ, tháng này tháng Hỏa thì Hỏa sinh Thổ, tương sinh bản mệnh, một dấu hiệu tốt cho sức khỏe và bổn mạng. Kỷ Mậu thì không xung không hợp, không gì hết. Dậu với Ngọ, Tý Ngọ Mèo Dậu, Tý Ngọ Mèo Dậu,
thì nó nằm trong thuộc nhóm là lục tứ hành xung. Đối với các anh tháng Mậu Ngọ là một tháng cũng được xem là nhẹ nhàng và sinh được tài lộc vì mệnh tương sinh hỏa, hỏa sinh sinh thổ. Mà như đã nói thì tháng này, năm nay là năm hợp hỏa, mà nhiều hỏa, mà hỏa nữa sinh thổ nữa, mình là thổ mà được hưởng rất là nhiều lợi từ cái năng kiện này. Mà trong khi mà mình nói là anh nói là cái tháng mà xui á, bản mệnh bị khắc á, thì là sao mệnh của mình đã yếu đi, nhưng mà tương sinh thì sao mệnh nó sẽ sáng lên. Mà cái gì cũng vậy, đi ra đường mà thấy ai tỏ sáng thì mình đều nhìn ha, cái gì vật nào sáng nhất mình sẽ nhìn cái vật đó. Thì dù là nó chói mắt nữa nhưng mà phải nhìn nó rồi mình mới chịu ấy, nó thu hút ánh nhìn. Cho nên là như đã nói thì mình mà mỏ mà mình tỏ sáng thì nó sẽ đem theo nhiều cái sự may mắn khác chứ không phải riêng về sức khỏe không. Rồi Mậu thiên can mà Mậu với kỷ thì không xung khắc gì cả, tuy nhiên địa chi á, dậu và ngọ thuộc nhóm tứ hành xung, tý ngọ mèo dậu, ngọ mèo nó đã được cái cách con mèo rồi thì nó sẽ giảm bớt một tí xíu nào đó về cái sự xung khắc ha. Thì nhưng mà cũng sẽ khó tránh được đôi chút buồn phiền từ gia đạo và tình cảm, cho nên cẩn thận lời ăn tiếng nói trong tháng này, nhất là những người thân mà lỡ mất tài sản ha. Những người thân mà tháng năm này là dễ có người là mất tài sản hay là thất thoát cái gì đó, thì các anh thì không đến nỗi như các chị phải mất tài sản phải phiền muộn, nhưng mà các anh phải cẩn thận vì các anh là vốn dĩ là những người rất là lo to âu lo ha, cho nên là cẩn thận hơn. Rồi tiếp đến là tháng 6, tháng Kỷ Mùi. Kỷ Mùi thì cũng là hỏa sinh thổ, mệnh của bản mệnh của tháng sinh cho bản mệnh của chúng ta thì cũng như tháng năm rất tốt cho sức khỏe, là nhiều điều đem tới thuận lợi. Có hàng can giống nhau, kỷ đều hàng can giống nhau hết, kỷ kỷ mà nó là thuộc hành thổ, chữ kỷ nó thuộc hành thổ, kỷ dậu với kỷ mùi đều thuộc hành thổ. Mà người ta nói nhiều thổ thì phải sinh núi ha, nhiều đất mà sẽ phải có thành núi cao, rất là tốt. Dậu mùi thì tự chủ hòa bình, không hình hại nhau. Như vậy là cũng như tháng năm Mậu Ngọ, tháng sáu Kỷ Mùi đó, là có nhiều điều may mắn hơn, tốt hơn. Tại vì sao? Tháng này á, mệnh cũng là đồng hàng, mệnh là tương sinh, hỏa sinh thổ, sức khỏe tốt là ha, sao mệnh cho mình nó sáng ra. Bản mệnh thì tươi sáng, dễ sinh tài lộc. Địa chi á, là không xung khắc, sẽ giúp cho mọi việc trong gia đạo ôn hòa dễ chịu. Bên cạnh đó thiên can của chúng ta cùng hàng thổ, cùng hàng kỷ, thuộc hành thổ, mà nhiều thổ thì sinh ra núi. Cho nên là dễ sinh ra tiền tài, dễ có một cái số tiền lớn rất bất ngờ. Như đã nói là năm nay mình cũng có tiền lớn bất ngờ thành công, thì hy vọng là tháng 6 này chính là cái tháng đó, và các anh sẽ có được cái sự thành công trong cái tháng 6. Như vậy mà nói thì với những cái sao hạn bổn mạng tốt của cả năm, là mình như đã ở trên em phân tích, cộng với 6 tháng đầu năm này có nhiều cái thuận lợi về sao mệnh, về các mặt, chỉ có cái tháng 2 thì nó khá tệ. Thì hy vọng rằng các anh tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 có mạng là âm nam này đạt được những cái thành công mà như em đã phân tích ở đây. Đến đây thì cái video clip nó cũng đã tương đối hoàn chỉnh. Nếu như các anh thấy chị, các anh mà thấy hay thì xin bấm like, chia sẻ, đặc biệt là comment cái những cái tháng sinh của mình vào ở bên dưới, là ngày tháng năm sinh gì đó, để em có thể, nếu như mà được thì em sẽ tư vấn tốt hơn nữa cho các anh, để các anh có được cái thông tin cần thiết cho bản thân mình để cương nhu trong làm ăn trong cái năm Mậu Tuất 2018. Rất mong là các anh sẽ ứng dụng nó để mình có nhiều tiền tài, có nhiều hạnh phúc hơn. Đến đây thì xin tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo. Nếu mọi người quan tâm đến kênh của em, thấy em chia sẻ tốt thì xin bấm đăng ký để đón nhận những cái video tiếp theo. Bye bye và hẹn gặp lại.